con đường học vấn không bao giờ kết thúc. Toàn bộ cuộc sống từ khi bạn sinh ra cho đến khi rời đi là một quá trình học hỏi. Xin chào, tôi là Nhung Phan và mục tiêu sống của tôi là san sẻ kiến thức của mình. Tất cả mọi quyết định đã đưa tôi đến giây phút quan trọng này. Có rất nhiều điều về ngành BMU mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Tập trung, chất lượng mực, chuẩn xác, đam mê. Hãy để tôi giúp bạn thỏa mãn khát vọng hôm nay. Bằng lòng, nhưng không bao giờ hài lòng.